À, chào các bác nhé. Đây là quy trình hàn chân cầu của bên cơ sở đồ nuôi ong lội Trường Thảo. Với những khung cầu mà đang được gắn chân tầng rồi, chuẩn bị đóng gói để gửi cho các bác trên cả nước nuôi ong. Thì cái chân cầu này, cái cầu và cái chân tầng này của bên em thì cũng nói một chút qua để các bác nuôi ong được tham khảo với cái chân tầng. Chân tầng này rất là quan trọng nhé. Khi các bác nuôi ong thì bác nào cũng muốn chọn được một cái chân tầng bằng sáp nguyên chất thì con ong nó mới phát triển mạnh. Thì bên cơ sở em chân tầng bằng sáp nguyên chất 100% đây. Rất chi là dẻo và thơm, thích ứng đối với con ong chúa. Thì với một cái mỏ hàn nhỏ như thế này thôi, các bác đã có thể xử lý được 100 cầu. Rất chi là nhanh. Các bác mà nuôi văn nghệ nuôi ít ít thì các bác dùng cái mỏ này nhá, hay lắm. Đấy, và cầu của bên em thì cầu bằng gỗ xoan này. Xà của nó là gỗ keo này. Rất chi là chắc chắn. Khung cầu thùng 42 nhé. Cơ sở em dụng cụ nuôi ong lội đầy đủ, không thiếu một cái sản phẩm hay một cái dụng cụ gì cả. Các bác mà quan tâm tới đồ nuôi ong, đừng quên ấn nút đỏ đăng ký kênh nhé, để theo dõi những cái video về đồ nuôi ong lội của bên cơ sở Trường Thảo đầy đủ. Thì với những cái khung cầu đã hàn rồi, các bác về chỉ việc đeo vào trong thùng là con ong của các bác nó đã có thể xây luôn, phát triển rất chi là nhanh với cái chân sáp nguyên chất này. Cầu rất chi là đẹp nhé. Đây là nguyên bản một bác khách hàng đặt 50 chiếc và một bác đặt 30 chiếc. Đấy là 80 chiếc tổng thể hôm nay. 20 chiếc cầu căng nữa là 100 chiếc luôn. Thì qua video ngắn này, các bác mà đang nuôi ong, các bác mới nuôi, chưa biết cái cách thức hàn chân tầng, em sẽ hỗ trợ hàn hộ nhé. Thực sự với các bác chỉ là hàn hộ thôi. Bởi vì một cái khung cầu mà căng dây rồi thì đã là 10.000 đồng. Và một cái chân sáp thì nó đã là 9.000 đồng, cũng có cơ sở bán 10.000 đồng. Thì đã là 20.000 rồi, em căng cầu hộ và hàn hộ các bác thôi. Đấy, các bác nuôi ong mà đang cần cái cầu hàn này rồi thì hãy liên hệ luôn tới bên em. Đây là tất cả số cầu 100 cầu. Và sẽ gửi theo nhu cầu của các bác. Các bác mà cần một chiếc, à cần 3-4 chiếc, tối thiểu là 4 chiếc trên một thùng. Có bác thì cần 5 chiếc, có bác thì cần nhiều hơn. Thì các bác cứ dùng được 4 cầu trên một thùng là được. Thế em sẽ hỗ trợ hàn nhá, 100% luôn. Em cũng vừa nói giá trên cái cầu hàn để các bác nhà mình được tham khảo rồi. Thế thì bên cơ sở em thùng và cầu và tất cả những cái dụng cụ rất chi là nhiều, sẽ hỗ trợ tất cả các bác mới nuôi. Cầu rất chi là chuẩn đẹp nhá. Cầu gỗ xoan, xà để bằng gỗ keo, chắc chắn. Và nếu như các bác mà cần cầu chưa căng nhá, cầu chưa căng thì rất chi là rẻ, 6.000 đồng cho một chiếc. Còn cầu mà căng cầu là 10.000 một chiếc. Cầu hàn sẵn như này là 20.000 đồng một chiếc. Để em cũng nói giá luôn để các bác mua, các bác biết được cái giá của cái chân cầu đã hàn sẵn này rồi. Số lượng thì các bác cứ đặt bao nhiêu em sẽ đóng gói gửi cho các bác. Và các bác sẽ mất tiền ship đấy. Bởi vì cái đồ ong này bên em chỉ cái thùng quay mật là bao ship thôi. Còn tất cả những cái dụng cụ nhỏ là các bác sẽ phải trả tiền ship. Bởi vì cái đồ ong được rất chi là ít. Đấy thì bên cơ sở em là bên cơ sở chính nhá, cung cấp số lượng nhiều và giá cả đảm bảo là hợp lý nhất. Để các bác mà quan tâm thì hãy alo trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đó là số điện thoại chính của bên em chuyên cung cấp vật tư nuôi ong, vật tư nuôi ong mật, ong lội địa, thùng cầu và tất cả những cái dụng cụ khác nhé. Đồ gì bên em có đầy đủ về ngành ong mật. Vâng, chào các bác và em xin kết thúc cái video ngắn ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.